không có cái gì đây hả? Úi dồi ôi, váng thật đây. Mình cắn một phát ế hết cả răng. Chắc chắn đây là váng thật rồi. Rồi anh cô, làm sao thế ạ? Bánh mì có vấn đề gì ạ? À, bánh mì nhà cô có sỏi đây này. Lần sau bán hàng thì phải cẩn thận chứ. Buôn bán thế này dẹp quán sớm à? Cháu xin lỗi cô ạ. Cháu xin lỗi. Thôi cô, cháu xin lại bánh mì, cháu để cho cô người khác ạ. Ô này này, bánh mì của tôi, tôi trả tiền rồi mà. Nhưng mà cô bảo là trong bánh mì của cháu có sỏi, như thế cháu cũng không thể bán cho cô được ạ. Với cả là cháu cũng phải xin lại để xem là nguyên nhân tại sao trong bánh mì lại có sỏi chứ ạ. Bây giờ cô ăn vào, nếu cô bị gãy răng thì cháu phải biết làm thế nào ạ? Cháu cũng không chịu trách nhiệm được đâu ạ. Không sao, có mỗi một viên thôi mà, tôi không để bụng đâu, không việc gì phải nghiêm trọng thế nhé. Sao? Thật đấy ạ? Cô ơi cô, đúng là cô là một vị khách rất là dễ tính, và từ trước đến giờ cháu mới gặp đấy ạ. Hay là thế này đi, bây giờ cháu để cho cô gái khác, coi như là lời xin lỗi của cháu được không ạ? Dạ, cháu gửi cô ạ. Cô xin nhá. Cháu cảm ơn cô. Biết đâu trong cái bánh mì này lại có vàng nữa thì sao nhỉ? Mình cứ thử vận may một cái xem sao nào. Vàng thật rồi. Ông trời thương mình, sáng ngày ra đã cho mình cả một đống vàng như thế này. Trời ơi, sướng quá, sướng quá. Nhưng mà khoan đã, tại sao trong cái bánh mì nào cũng có vàng thế nhỉ? Kiểu này là giấu vàng trong bánh mì xong rồi quên để mang ra bán đây mà. Rồi. Hay là mình mua cả cái túi bánh mì kia về, biết đâu lại kiếm thêm được vài cục vàng nữa thì sao. Em ơi, còn bao nhiêu bánh mì đem hết ra đây anh lấy. Anh muốn bánh mì chỗ này ạ? Dạ, nhà em còn 30 cái, để em gói cho anh ạ. Không ạ, không có bán buồn gì hết. Thôi lấy hết cái chỗ bánh mì đấy rồi. Cô lại đùa thế ạ? Nhà cháu lâu lắm mới có khách sộp như thế này, cô để cho bán cho khách đi ạ. Đùa là đùa thế nào? Tôi lấy hết cả, tôi lấy hết. Sao cô lại buồn cười nhỉ? Tôi đã muốn mua hết rồi, cô cứ tranh thế là như nào? Anh bảo, còn bao nhiêu nhá, lấy ra đây, anh lấy giá gấp đôi. Gấp đôi ạ? Dạ, ở đây nhà em còn 30 cái anh ạ. Mà bánh mì thập cẩm thì em bán là 20.000 một cái, thì tổng là 600.000. Anh lấy gấp đôi thì là 1.2 triệu ạ. Ê, dạ. 1.2 triệu cơ. Bây giờ mình bỏ tiền ra mình mua, nhỡ về nhà chẳng có cục vàng nào thì không mà mình lỗ à? Không, lén rồi cái gì mà dài à? Lần sau mà không có tiền ấy thì đừng có tranh với thằng này nhá. Em ơi, lấy hết cho anh đi. Vâng ạ. Em gửi anh ạ. Ôi, này, bánh mì nhà em nó nặng thật đấy nhở. Ở trong này khéo nhân phải gấp đôi, gấp ba đấy nhở, anh xem nào. Này, xem anh gì? Gấp đôi hả? Thế thì đây á, gấp ba luôn. Lấy tôi gấp 4. Này, người ta cái gấp 5 đấy. Người gấp 6. Đó, này, đã thế, bà và phải chơi tới bến luôn. Gấp 10, đưa đây. Được rồi nhá, gấp 10 đúng không? Gấp 10 để cho bà hết, đấy, có bà hết đấy, trả tiền đi. Tiền cái gì? Thiếu gì tiền? Đây, tiền đây, tiền đây. Ai, sợ gì? Lần sau ấy, nhìn thấy bà già này tránh xa ra nha. Cháu cảm ơn cậu ạ. Yeah. Thế hả? Vừa 6 triệu. Vàng ơi là vàng, đến với bà đi nào vàng ơi. Úi giời ơi, sao lại có đá thế này? Ôi chết chết. Ô, vàng đâu? Sao lại toàn đá thế này nhở? Vàng ơi, ôi chết rồi. Mẹ rồi. Ô, vàng đâu rồi? Ôi rồi. Mình bị lừa. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Vàng ơi là vàng. Đây. Ôi. Chỗ này phải đến 5 chỉ chứ ít à. 6 triệu kia thì nhầm nhò cái quách gì nhờ.
Mẹ ơi, mẹ làm cái gì mà mẹ cứ căng cái vòng rồi cười khúc khích thế ạ? À? Kệ mẹ, trời cho mẹ nó cơm sáng ra mẹ, mẹ nhặt được vàng thì mẹ cười thôi. Bảo sao mà mẹ tôi vui thế? No. Mà mẹ khoan đã mẹ ơi, mẹ lè lưỡi cho con xem nào. Tự dưng bắt mẹ lè lưỡi. Thì mẹ cứ lè cho con xem nào. Thì đi lè cái thằng. Ôi trời ơi mẹ ơi, mẹ nhìn lưỡi mẹ đi, đây này. Mẹ làm cái gì mà lưỡi mẹ là vàng khè ta như thế? Sao lại vàng này? Mà chết. Có khi nhá, người ta xịt sơn vào cái vòng này để đánh lừa mẹ đấy. Ôi trời ơi, thế à? Không phải vàng đâu. Đứt chân à? Ui nhờ, nó sao lại phai hết rồi này? Ôi, thì đây là vàng giả, không phải hàng thật đấy con. Ôi, chết mẹ rồi, con ơi. Thì giờ biết làm sao? Ôi ơi, mất 6 triệu rồi. Trời ơi. Mà mẹ ơi, mẹ làm cái gì mà mẹ mua nhiều bánh mì thế? Chỗ này cũng phải 30 cái chứ ít à? Thì đấy, cái con bánh mì nó lừa mẹ. Nó cho một thằng vào khích tướng thì là mẹ mua. Ôi, thế là mất toi 6 triệu rồi. Cái gì? 6 triệu bạc của tôi. Chỗ bánh mì này mà 6 triệu á? Thì mẹ tưởng ở trong này có vàng, ai ngờ đâu. Mẹ ơi là mẹ, mẹ bằng ngần này tuổi rồi mà mẹ lại bị con danh con nó lừa. Bây giờ mánh khóe lừa đảo người ta nhiều lắm, làm gì có chuyện mà dễ ăn tiền người ta. Mẹ đúng thật mà. Trời ơi, giờ biết làm sao. Thôi, bây giờ nhá, mẹ dẹp hết chỗ bánh mì đi chưa con? Mẹ quên là hôm nay là ngày người yêu con sang ra mắt à? Bây giờ nhá, vứt hết đi rồi nhá, mẹ con phải tính sau nhá. Thì con nói vậy thì phải vậy chứ tính sao bây giờ. Trời ơi. Đây, mẹ cứ vui lên, không việc gì phải buồn. Con nói mẹ nghe này, người yêu con ấy giàu lắm, cưới cô ấy nhá, mẹ con mình ấy tha hồ có tiền mà tiêu. Con bù cho mẹ 60, à không, 600 triệu luôn chứ. Thật á? Thật chứ còn gì nữa. Thế nên là nhá, bây giờ mẹ báo thay quần áo đẹp đi, rồi ra tiếp đón con dâu. Ôi dồi, có tiền thì mẹ làm liền. Thành ngay bây giờ. Sáu triệu bạc, chịu luôn. Em, vào đây em. Mẹ ơi, con dâu của mẹ đến rồi đây ạ. Chào con dâu của mẹ đâu. Chào bác ạ. Bác cháu mình đúng là có duyên thật đấy ạ. Lại gặp bác rồi ạ. Này, sao mày bảo nhà nó giàu lắm cơ mà? Mày có biết nó làm cái gì không? Mẹ làm sao đấy? Người yêu của con, sao con lại không biết? Bố cô ấy nhá, là chủ tịch tập đoàn Ham Group. Còn cô ấy là thư ký của bố, tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn nhất miền Bắc đấy. À, đây, em ngồi xuống đây. Này, vào đây, vào đây. Tập đoàn thực phẩm lớn nhất miền Bắc đi bán bánh mì hả? Con hồ ly này, mày dám lừa bà mà lừa cả con trai bà hả? Được rồi, để xem tao trị mày như thế nào. Bác nghe Cường nó nói cháu là một cô gái hiền thục nết la lắm. Thế hôm nay tiện đến đây rồi, bác muốn thử cháu một chút có được không? Cháu thế sao? Chẳng lẽ hôm nay là lần đầu tiên Vi đến đây mà. Lần đầu tiên đến nhà mình. Nhưng mà mẹ nhìn thấy Vi một cái là mẹ ưng liền. Thế cho nên là phải thử sớm xem sau này về nhà mình đỡ bỡ ngỡ. Có đúng thế không hả Vi? Dạ vâng ạ. Nếu mà cháu có gì sai sót, cháu mong bác chỉ dạy cháu thêm ạ. Cháu yên tâm, bác đây ấy, là một bà mẹ chồng hết sức tâm lý và dễ tính. Để xem tôi sẽ hành cô như thế nào. Ui! Bác! Bác làm gì thế ạ? Cháu có làm sao không? Dạ, cháu không sao. Bác cũng không cố ý ạ. Là bác cố ý đi chứ. Bác cố tình làm thế để xem cháu xử lý có thành thạo hay không. Này, dán cá mà để mỡ bắn đầy lên bếp như kia là không được rồi. Bác tưởng một ngày cháu bán hàng trăm cái bánh mì thì cháu phải thành thạo lắm chứ. Mà thôi, nhanh cái tay lên, xong rồi giặt cho bác cái đống quần áo kia. Mà nhớ là phải giặt tay đấy nhá. Quần áo nhà bác
toàn hàng hiệu thôi, giặt máy hỏng hết đấy. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi, ba cứ để lát cho làm ạ. Túi của nó à? Kiểm tra xem nó có mang 6 triệu của mình ở trong này không. Nếu mà có nhá, mình lấy lại luôn, chứ không thể để mất một cách vô lý như thế được. Không có tiền à? Đến đây đẹp như thế này thì chắc chắn là không phải hàng giả rồi. Mình lấy mang bán đi, ít ra thì mới bù lại số tiền đã mất chứ. Em vất vả rồi, ngồi xuống ăn đi. Người yêu của ai mà khéo tay thế nhở? Mẹ ơi, mẹ nhìn này, người yêu con nấu hết đấy. Như thế này đã đủ điểm làm con dâu của mẹ chưa ạ? Nhìn thì làm sao mà đã biết được, mẹ ăn thử thì mới biết chứ. Cái quá, cái quá, cái quá, nước, nước, nước. Đây ạ, đây ạ, đây ạ. Cô định hại chết mẹ con tôi đấy à? Bác ơi, bác cứ từ từ ạ. Dạ, chuyện bếp núc ấy thì cháu hơi vụng, không phù hợp với lại khẩu vị nhà bác. Nhưng mà chuyện giặt quần áo thì lại khác. Bác đợi cháu một chút nhá. Bác ơi, bác thấy cháu giặt như thế này đã được chưa ạ? Ôi, cái gì thế này hả? Sao quần áo của tôi lại đốm, đốm trắng, đốm đen như là chó đốm thế này hả? À? Cô có biết là bao nhiêu tiền một bộ quần áo này không? À, tại bác dặn cháu là giặt bằng tay, chứ bác có dặn là phải giặt riêng đâu ạ? À? Mà cháu thấy ấy, mặc như thế này thì cũng phong cách mà bác. Ủa, con danh này! Ôi kìa mẹ, mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh. Vì là kiểu như nên là chưa biết làm cái việc này, mẹ cứ chỉ bảo dần dần. Mày là con binh đó hả? À? Đã thế thì tao nói thẳng luôn cho mày biết nhá, nó không phải tiểu thư tiểu thiếp gì hết cả, là cái con bánh mì ở ngoài đầu đường kia kìa, biết không? Nó chính là cái đứa lừa mẹ 30 cái bánh mì với giá 6 triệu đấy. Vì mẹ anh vừa nói như thế là sao ấy? Đúng đấy, chính tôi là người đã bán bánh mì cho mẹ anh với giá là 6 triệu. Thế nhưng mà tôi chẳng làm gì sai cả. Mẹ anh bị như thế này tất cả là tham thì thâm, tự chuốc lấy mà thôi. Có chuyện gì đấy ạ? À? Cậu nhìn đi, bánh mì nhà cậu nhá. Đây, trong cái con rán này, cậu làm ăn như thế này á? À, cậu... Rồi, tôi sẽ quay video, đăng lên mạng để bóc phốt cậu, để cho cậu khỏi phải kinh doanh, khỏi bán hàng luôn. Ơ, trời, cô ơi, cô xin cô đấy ạ. Từ trước đến giờ, tiệm của cháu làm ăn rất là sạch sẽ. Không hiểu sao hôm nay nó lại xảy ra cái sự việc này. Cháu xin cô đấy, cô mà đăng lên mạng ấy, nhà cháu sập tiệm mất ạ. Không muốn đăng như thế? Dạ. Không được. Nhưng mà tôi đây không thể là nguôi ngoai được. Bây giờ cậu làm ăn như thế này á, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tâm lý, đến tinh thần của tôi. Cậu muốn không đăng thì cậu đền tiền đi. Cái gì ạ? Đền tiền đi ạ? Đúng rồi. Thế cô muốn đền bao nhiêu ạ? Bây giờ tiền đi khám này, tiền mua thuốc này, tiền tổn thương đến tinh thần, đến tâm lý của tôi. Thôi tôi lấy rẻ thôi, 6 triệu. 6 triệu ạ? À? Sao đắt thế ạ? À? Thôi, không phải đền nữa. Để tôi quay rồi tôi đăng lên mạng. Tôi đi gặp cục an toàn vệ sinh thực phẩm để cho cậu khỏi phải kinh doanh xâm tiệm luôn nào. Cô ơi, tao xin cô ạ. Cháu gửi cô, cô cầm giúp cháu ạ. Thế, phải lấy biết điều ngay từ đầu không? Lần sau làm ăn cho cẩn thận nhá, sạch sẽ vào. Không thì đừng có trách tôi đấy. Em bị cô ấy lừa rồi đấy. Chị sẽ có cách giúp em lấy lại tiền. Người tham như thế phải có cách xử lý riêng. Mẹ anh đã dàn cảnh đi lừa người khác, tôi cũng chỉ đang làm để giúp cậu ấy lấy lại được tiền của mình thôi. Này, con danh kia,
Tao không có làm gì hết cả nhá. Mày đừng có vu khống cho tao. Con không nói gì để bênh mẹ à? Ôi trời ơi, mẹ ơi là mẹ. Con đã nói mẹ biết bao nhiêu là lần rồi. Con có để mẹ thiếu thốn gì đâu mà mẹ phải làm như thế ạ? À? Em ơi, tất cả chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Đằng nào nhá, chúng mình cũng lấy nhau. Chúng mình là người một nhà rồi. Thì mình bỏ qua những hiểu lầm và hướng tới tương lai. Em nhá. Người một nhà? Thế anh nghĩ là tôi làm cái nước như thế này mà tôi không biết được âm mưu của hai người à? Mẹ ơi, mẹ đừng quá đáng quá. Không phải cô ta bỏ con là mất cả chỉ lẫn trải đấy. Phải khó khăn lắm con mới câu được cô ta. Không có con này, có con khác, lo cái gì. Mình cũng phải có giá của mình chứ, còn nó khinh trò. Khinh mà có tiền ấy, thì con cũng chịu. Nhà cô ta giàu lắm đấy. Ít ra con phải cũng được căn nhà thì con mới nhả ra. Thế nên ấy, mẹ phải tạo điều kiện cho con. Đi rồi. Đi. Nhà anh đúng là một nhà thực dụng mà. Mẹ anh thì muốn ăn trộm, còn anh thì muốn ăn không của người khác. Đừng có mà mơ. Và tôi cũng nói luôn, tôi không bao giờ tôi chấp nhận một gia đình như nhà anh đâu. Một người mẹ chồng thì tâm cơ, còn một người chồng thì hèn mạc, nhu nhược. Thôi, tốt nhất ấy là giải thoát cho nhau đi. Đừng bao giờ gọi điện làm phiền tôi nữa. Đi đi. Đi hẳn đi, đi luôn đi. Đừng có quay lại đây nữa nhá. Mày à, bây giờ có quỳ xuống dưới chân thằng Cường á, tao cũng không bao giờ đồng ý đâu. Con không việc gì mà phải theo đuổi nó. Mẹ có biết là con đầu tư vào cô ta bao nhiêu tiền rồi không? Mấy chục triệu rồi đây. Con yên tâm, mẹ có cái này này. Mẹ đã lấy cái nhẫn này ở trong túi của cô ta đấy. Con ơi, nếu như là kim cương nhá thì phải vài chục triệu, còn không thì cũng phải được vài trăm mấy. Ôi mẹ ơi, cái nhẫn này là của con mua tặng cô ta, là hàng giả. Là hàng giả đấy. Ôi trời, lại là hàng giả. Con làm gì có tiền mà tặng cô ta hàng thật. Bây giờ nhá, thì con mất cơ hội làm rể hào môn rồi. Tất cả ấy là tại mẹ tham lam này. Ôi, mày lại đổ tại tao à? Không phải tại mày ấy. Cái mày là cái loại vô dụng thì có ấy. Trời ơi, thế là mất bao nhiêu tiền của tôi rồi. Ôi, tiền của tôi.